Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trước tiên là thông tin về câu lạc bộ Phú Hiến đang tích cực chuẩn bị cho trận play-off tranh suất thăng hạng. Giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2019 đã khép lại vào cuối tuần qua với chức vô địch và một suất thăng hạng cho câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trong khi đó, câu lạc bộ Phú Hiến giành ngôi Á quân cùng một vé tham dự trận play-off tranh suất lên trời tại giải vô địch quốc gia V-League 2020. Kết thúc 22 vòng đấu, đội bóng xứ Nhãn Hưng Yên giành được 40 điểm với 11 trận thắng, 7 trận hòa và để thua 4 trận, ghi được 37 bàn thắng, là một trong ba đội ghi nhiều bàn thắng nhất giải. Cá nhân tiền đạo Xuân Nam giành danh hiệu vua phá lưới với 14 bàn thắng. Thời điểm này, thầy trò huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh đang tích cực tập luyện, chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với đội xếp thứ 13 của giải vô địch quốc gia V-League để tranh một suất lên chơi tại giải V-League 2020 vào ngày 29 tháng 10. Để chuẩn bị cho SEA Games 30 được tổ chức vào tháng 12 tới đây tại Philippines, Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam đã cử nhiều vận động viên tham dự tập huấn tại nước ngoài để tuyển chọn đội tuyển tham dự SEA Games. Trong đó, Hưng Yên có 2 vận động viên được cử đi tập huấn. Vận động viên Mai Mỹ Trinh, bộ môn Wushu hạng cân 70kg nữ, được tham gia tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 10 tháng 9 đến ngày 9 tháng 10. Vận động viên Nguyễn Đức Chí, bộ môn võ gậy hạng cân 60kg nam, được tham gia tập huấn tại Philippines từ ngày 8 tháng 10 đến ngày 8 tháng 11. Đây là 2 vận động viên đã đem về nhiều tấm huy chương cho thể thao thành tích cao tỉnh nhà trong các giải cấp quốc gia. Mong rằng với tinh thần quyết tâm tập luyện, 2 vận động viên sẽ được lựa chọn vào đội tuyển tham dự SEA Games 30. Bên cạnh các hoạt động thể thao như bóng chuyền hơi, cầu lông, thì phong trào bóng đá của thanh thiếu niên tại xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ cũng rất phát triển. Toàn xã có 9 trên 11 thôn có đội bóng đá của thanh thiếu niên. Mỗi đội bóng có khoảng 30 thành viên tham dự luyện tập vào các buổi chiều trong ngày. Tại các thôn cũng đều quy hoạch sân bãi tạo điều kiện cho các đội bóng tập luyện. Hàng năm, xã có tổ chức giải bóng đá dành cho các lứa tuổi như nhi đồng, thanh niên. Phong trào bóng đá tại xã Trung Hòa phát triển góp phần nâng cao sức khỏe, thể chất cho lứa tuổi thanh thiếu niên trong xã, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh góp phần tránh xa các tai nạn xã hội. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh việc nâng cao chất lượng giáo dục thì nhiều trường hiện nay rất đầu tư về cơ sở vật chất cho học sinh tập luyện thể thao, nâng cao thể chất, trong đó phải kể đến là bộ môn bóng rổ. Năm học 2016-2017, Trường Trung học Phổ thông Triệu Quang Phục, huyện Yên Mỹ đã đầu tư sân chơi và bố trí giáo viên dạy môn bóng rổ cho học sinh trong trường. Trường cũng đã thành lập một câu lạc bộ bóng rổ gồm hơn 20 học sinh của 3 khối lớp để thường xuyên rèn luyện và tham gia các giải giao lưu. Với đặc điểm của bộ môn là rèn luyện được sức khỏe, hỗ trợ phát triển chiều cao, rèn luyện phản xạ tốt nên bộ môn được các em học sinh rất yêu thích rèn luyện. Em thấy rất là thích đó vì nó có thể rèn cho em sức mạnh, độ tinh mắt để có thể năng động hơn. Thì tôi cũng đã xây dựng kế hoạch để xây dựng các cái câu lạc bộ, giao cho các thầy cô có thế mạnh về mặt chuyên môn nào thì tôi sẽ giao làm chủ nhiệm câu lạc bộ của môn chuyên môn đấy. Được dạy và rèn luyện từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường nên khi ra trường các em có cơ hội thử sức ở các môi trường chuyên nghiệp. Hiện có một học sinh cũ đang chơi trong câu lạc bộ bóng rổ chuyên nghiệp. Trong các câu lạc bộ thì tôi đánh giá câu lạc bộ bóng rổ là một câu lạc bộ mà rất là thành công, giúp cho học sinh có sân chơi lành mạnh, đồng thời cải thiện cho các em cái chiều cao cũng như là thể chất của các em. Năm học 2017-2018, Trường Trung học Cơ sở Yên Phú, huyện Yên Mỹ cũng đã đầu tư xây sân chơi bóng rổ và thành lập đội bóng rổ của trường với 16 em. Đây là môn thể thao được nhiều em học sinh trong trường say mê luyện tập mỗi ngày. Những cái pha lên rổ nó làm cho chiều cao tăng lên. Em rất yêu thích và đam mê nó. Vì các em rất hào hứng tham gia. Với tôi thì đó là cái động lực lớn nhất để tôi đưa ra những cái phương pháp tập luyện để tạo cho các em tập luyện tốt nhất với bộ môn bóng rổ này. Để các em có môi trường rèn luyện thể thao tốt nhất, công tác xã hội hóa được nhà trường rất chú trọng. Ngoài nguồn kinh phí đầu tư của chính quyền địa phương, thì công tác xã hội hóa của nhà trường là rất được chú trọng để tạo sân chơi bãi tập cảnh quan nhà trường.
Hiện nay trên toàn tỉnh có rất nhiều trường tạo điều kiện cho học sinh chơi bóng rổ như trường Trung học cơ sở Nghĩa Hiệp, trường Trung học cơ sở Hồng Tiến, Trung học phổ thông Hưng Yên, Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên, trường Trung học phổ thông Văn Giang, Trung học phổ thông Khoái Châu. Đây là một trong những hoạt động giúp các em giải trí sau giờ học căng thẳng và tránh xa các trò chơi điện tử, góp phần nâng cao tầm vóc, phát triển thể lực. Bình nước nóng Rossi Sapphire, sản phẩm cao cấp của tập đoàn Tân Á Đại Thành. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.